Gạo trắng trăng thanh, nhà khúc về một miền quê thanh bình trong tiếng hò giả cạo dưới ánh trăng tà. Miền Nam là vùng đất được trời phú cho đất đai màu mỡ, ruộng đồng tươi tốt, gạo trắng nước trong. Thiên nhiên ưu đãi cho thoáng đãng, đêm trăng thơ mộng, mùa gặt lúa về đầy săn phơi. Trai gái hẹn hò trao duyên mới. Chính vì sinh ra và được nuôi dưỡng trong cái nôi của thiên nhiên ấy, mà âm nhạc miền Nam không chỉ là một môn nghệ thuật của âm thanh, của giai điệu, của tiết tấu, mà nó còn là nơi người nghệ sĩ truyền tải hình ảnh, tình cảm, tâm trạng đến với thính giả. Với Hoàng Thị Thơ, người nhạc sĩ chuyên trị dòng nhạc đồng quê đã khéo léo lựa cho mình một lối riêng, mà ở đó, ông đưa những hình ảnh dung dị và chân thật nhất vào âm nhạc. Có lẽ chưa bao giờ âm nhạc khiến cho con người yêu nông thôn, yêu làng quê thanh bình, im ả đến thế như ở nhạc khúc Gạo trắng trăng thanh, là ca khúc được Hoàng Thị Thơ sáng tác vào năm 1956, khi nền nông nghiệp còn thô sơ. Khi ấy, lúa gặt về rồi lại mang phơi khô. Để có được hạt gạo thì người ta cần phải giã lúa bằng tay. Cối giã thường được đẽo bằng đá, có hình trụ và lòng cối thường được khoét sâu trong khối đá được mài nhẵn. Người dân dùng những chai gỗ rắn chắc đặt cối ở gần nguồn nước chảy và mượn sức nước để giã gạo. Từ đó mà ta có thể nghe thấy tiếng chày giã gạo trong đêm trăng thanh bình, cùng những điệu hò trong quá trình lao động của người dân. Đó là tất cả những cảm hứng giúp Hoàng Thị Thơ thai nghén và viết nên nhạc khúc trữ tình nổi tiếng Gạo trắng trăng thanh. Mở đầu nhạc khúc, tác giả đã đưa người nghe lạc vào một đêm trăng thanh cùng tiếng chày giã gạo, tiếng chày khua cùng tiếng hát vang trong đêm mênh mang. Người dân lao động trong niềm hứng thở vui tươi. Khi ánh trăng chiếu vào mặt trước, nghe bên tay tiếng vơi tiếng đầy của cối giã và các câu hò trong một tối trăng thanh. Bức tranh ấy không chỉ vẽ về cảnh giã gạo của người dân, mà như lòng cả âm thanh của cuộc sống, những động tác của con người và cả một tâm hồn mê say với âm nhạc. Ai đang đi trên đường đê, tai lắng nghe muôn câu hò đê mê. Mời em cùng vào đây, dù trời khuya anh nhớ đưa em về. Câu mời cũng như bày tỏ một cách rõ ràng nhưng lại không sổ sàng, không mắc tình cảm của chàng trai với cô gái. Điệu hò giã chày là điệu hò không thể thiếu trong văn hóa sinh hoạt của người dân lúc bấy giờ. Họ cất cao tiếng hát, tiếng hò khoan để mãi vang trong đêm dài. Gái hay trai làng đều ra sức cùng nhau nâng cao chày giã gạo. Gạo cười tươi trong tiếng giã tiếng hò, người ta cũng như say như mê theo tiếng chày ấy. Họ cùng nhau ra sức giã gạo và cắt câu hò quên đi mệt mỏi. Điệu hò khiến lòng người ngất ngây và vui tươi, như truyền hơi ấm và ấm lòng người. Câu hò không chỉ lời ca giúp quên đi mệt mỏi, mà còn là câu ca để chàng trai có thể thổ lộ cùng cô gái. Trong đêm thanh, khi ánh trăng in trên dòng nước xanh, khi tay cùng chung tay giã gạo trắng ngần, anh muốn cắt câu hò vẳng vang mãi trong đêm dài, như muôn lời tâm tình chưa nói hết. Gái trai làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng chày. Ta say trong tiếng chày và say trong tiếng lòng của nhau. Đêm chơi với gạo, gạo lại cười tươi truyền hơi ấm. Đấy là hơi ấm của một cuộc sống ấm no và đầy đủ với gạo trắng ngần. Câu hò cho giã gạo trắng ngần, gạo trắng ta nuôi dân giết giặc để nước nhà vinh vang. Câu hò giã gạo nuôi dân mang trong mình một tinh thần lao động, một tình yêu nước nhà. Hình bóng những người dân chốn hậu phương hiện lên trong lời ca chiến chinh, là những hình bóng vui lao động, hăng say cống hiến. Không có oán than, không có mệt nhọc, có chăng ở đó là tình yêu nước, thương đồng bào và quyết tâm mang quang vinh về cho nước nhà. Tiếng hò như ngân vang và truyền xa đến, trăng băng ngang vào nơi đây tắp mối duyên lỡ làng. Tiếng hò kéo gần khoảng cách giữa những con người. Tiếng hò gắn nối tâm hồn của những bước chân xa. Gạo trắng trăng thanh không chỉ là bài hát trữ tình, mà còn là bức tranh về cảnh sinh hoạt của người dân. Âm thanh dân dã của tiếng chày cùng câu hò mộc mạc của người dân đã trở thành chất liệu đắt giá vẽ nên bức tranh Thái Bình.
ta nghe như say như lạc vào không gian miền quê ấy. Một miền quê thanh bình trong đêm trăng chiếu rọi nơi mặt nước, câu hò ngân vang, hòa cùng tiếng hò bên nụ cười lao động hăng say của người dân. Họ lao động vì một cuộc sống ấm no hơn, nâng cao tay giả chày để gạo trắng ngần mà nuôi dân giết giặc. Ở gạo trắng Trăng Thanh, ta có thể trải nghiệm đủ những điều dung dị và gần gũi, nhưng cũng đầy thi vị của một cuộc sống thanh bình miền quê. Càng nghe, ta lại càng thấy yêu hơn miền quê ấy, càng thấy bài ca dễ thương đến vô cùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đừng lừa dối nhau
đừng có quên bao nhiêu ngày qua, đừng lừa dối nhau vùi lấp đi bao nhiêu vần thơ. Có mấy lúc được yêu, còn nhiều ước mơ lòng còn bơ vơ, sẽ có trong tâm hồn khát khao không nhiều tình yêu. Đừng lừa dối nhau, đừng cố quên bao nhiêu ngày qua. Đừng lừa dối nhau, vùi lấp đi bao nhiêu vần thơ. Có mấy lúc được yêu, còn nhiều ước mơ lòng còn bơ vơ, sẽ có trong tâm hồn khát khao không nhiều tình yêu.